nhân ngặt nổi gặp đời hỗn độn, cái câu quân thần phụ tử đã rồi. Như vậy là cái thời này nó loạn rồi, loạn lưng căng kỹ không còn. Cho nên từ đó hôm nay đó họ đụng nhau rầm rầm mà có thể chết, mà hồi xưa ta không đụng mà chết. Thời tiết hồi xưa là vậy. Nên tiếp tục một cái đề là gái trai lớn nhỏ ân cần, chùi lao diện mặt thì cần thánh tiên, Tây Phương đua nở qua liên, chờ người hữu phước hiện viên trường bằng. Giờ bốn câu đã đủ dễ rồi đó. Dạ. Có nhiều khi 6 câu, 4 câu, 8 câu thì theo mệnh đề. Dạ đây đồng đạo nêu ra 4 câu là gái trai nhóm nhỏ anh thật. Thì thôi là cái bài này nếu nói thì nó trùng hộ đó, thì lại là cái bài, cũng là cái bài từ giá bổn đạo hôm nay nữa đó. Thì giờ đây cô nêu lên cái bài này thì hỏi lại với cái câu hỏi dặn lại với chứ gái trai lớn nhỏ ăn cần, mà ăn cần cái gì? Ăn cần là chùi lao dẹn mặt thì gần thánh đi. Để siêu sức làm sao mà cô bác anh em à, những câu kinh tiếng kệ của Đức Thầy chúng ta mà đọc qua xương qua không đó là chúng ta không thấy được nó hay đâu. Và cái hay của nó là tìm được cái nghĩa lý đó chúng ta mới thấy được. Năm 1939 khi Đức Thầy ra đời với sứ mệnh Lâm Hàm thì Đức Thầy dạy hai cách giữa nam giới và nữ giới. Xuống dương gian thân biên nào nệ, chốn hồng trần bút huệ liền khai, cho nam nhi là quý ông nè sửa mặt râu mài, còn hàng phụ nữ là bên giới nữ cũng đây nè dồi câu kinh điển. Cho nên đến nam nhi học lấy điều phong lòng trung hiếu dình theo đạo lý, còn hàng phụ nữ đây thì gương xưa nối chí, những mẹ hiền dâu thảo nói chuyện. Sở dĩ Đức Bình Vũ Chủ nói như vậy là sao? Là vì Ngài muốn dạy ra vấn đề cái đạo lưng lý của đạo làm người của Khổng Tử khi xưa, mà Ngài hay đốc thúc cho người tín đồ là khuyên trai gái học theo Khổng Mạnh sách Thánh Hiền để dạy đạo làm người. Thì Khổng Tử thì Mạnh Tử ra đời ở tại cái thời kỳ nước đổ của bác anh chị mà dạy con người đó. Bên nam thì có Tam Căn Ngũ Thường, bên nữ thì có Tứ Đức Tam Tục. Thì cái ngành lưng lý của ngày xưa đó của bác anh chị mà người ta vẫn giữ vững cho đến ngày nay. Tôi nói về cái câu ca dao, ta thường nói cái câu là không chồng đi dọc đi ngang, nhưng mà có chồng thì thẳng một đàn mà đi. Cái câu này nói về sự đó, là cái người đàn bà đó chưa có chồng, ta muốn đi ngang về tắt. Cái chuyện đó nó cũng không có gì lỗi thời hơn là cái người đã có nề nếp gia phong, nghĩa là khi đã có chồng rồi. Khi có chồng rồi không được quyền đi ra đường mà liếc xéo liếc xiêm, không gia đình có một cái tư tình lãng mạn, phải có cái sự nề nếp xích sắc táo phản tác diện đi thưa về trình. Mà Đức Thầy viết ở trong quyển 3 là đi thưa gì cũng phải trình, công dung ngôn hạnh thân mình phải trao. Thì cô bác anh chị em biết là cái đạo nhà nam ngày xưa đó, nam giới và nữ giới người ta có cái chi sửa chặt như vậy đó, còn huống chi là người đã có cái khuôn khổ giới luật của đạo lại là chúng ta phải tin tách hơn nữa. Hiện nay cái người nào đã có gia đình rồi, người nào chưa có gia đình thì chúng ta giữ theo cái bổn phận của bổn phận mà chi tử chu vi nghi kỳ gia hắc, nghĩa là làm thân con gái sau khi đã xuất gia rồi, xuất gia rồi thì trái lại chúng ta phải tùng theo cái bên chồng, gọi là xuất gia tùng phu. Tại gia tùng phụ, khi mà cô có chồng thì ở đó để thuận thờ, để làm cái chữ hiếu, nhưng mà khi xuất gia rồi thì tùng theo bên chồng, sống trong cái đề nếp bên chồng, gọi là xuất gia tùng phu. Phu tử tùng tử, khi ông chồng chết rồi giữ cái lòng trinh tiết đó, cũng như mà nghĩa là cái bà cù thị khi xưa ở vậy đó, để mà giữ cái phần tiết trinh mà nuôi cái ông Mạnh Kha, tức là ông Mạnh Tử cho đến cái ngày thành danh. Thì giờ đây đó là chúng thấy được thầy dùng cái danh từ này, thầy cho biết trước về vấn đề cái người mà con gái và cái người đàn ông đó thì phải có cái nề nếp, phải biết được cái thân thế của riêng mình ở sống trong một cuộc đời làm trai và làm gái, chúng ta phải giữ tròn. Vậy thì giờ đây chúng ta thấy được thầy dùng cái danh từ này đó để nói lên cái đạo mà làm người của con người đó, thì đó nó có vừa rồi chúng tôi trình bày đó, khuyên trai gái học theo Khổng Mạnh sách Thánh Hiền dạy đạo người. Vậy thì hôm nay đấng mà nam nhi học lấy điều khôn dùng trung hiếu dình theo đạo lý, cái bên nam thì chúng ta giữ cái phần là Tam Căn Ngũ Thường, quân thần phụ tử phu thê thì chúng ta giữ cái bổn phận đó rồi. Nhưng mà chúng tôi thấy là cái thời này đó nó lỗi rồi, nó loạn rồi.
Cho nên từ đó hôm nay đó, cái tôi có một bữa nọ đó tôi nói nó xúc phạm, nó đụng phải vấn đề cái số bà con ở bên tôi đó, cũng có số người đi theo tôi đi cầu nguyện đó nghe, là ta đưa đến cái chỗ cái đạo Tâm Can đó. Tu là sửa trọn ân tình, tàu khang chồng vợ bố kình đừng phai. Tôi nói qua vấn đề cái chữ tàu khang và bố kình hai cái điểm tích đó rồi, và tôi nói thêm một cái tích nữa là tôi nói là cái loại thú đó, cái con quất mà lỡ con quất trống mà bị cái người thợ săn bắt rồi đó, thì cái con quất máy nó khóc, nó kêu ngày đêm rên rã mà đến nỗi đói không ăn khát không uống rồi nó chết luôn. Được có con quất máy nó bị bắt, con quất trống nó cũng vậy luôn, cái thương vợ nó khóc mà đến nỗi mà đói không ăn khát không uống rồi nó chết luôn. Cái loài vật nó như vậy luôn. Còn cái thời này nó không có đâu. Nói với người ta mất rồi, người ta bước thêm bước cũng dễ dàng quá, họ không tính gì đâu cô bác. Quý vị thấy hồi xưa Ngũ Tử khi xưa đó, khi đã loạn cái lạc cơ binh rồi, ông chạy loạn dò trong một khu rừng, gặp con nàng cô gái đang ngồi giữa cái sông Hoàng Hà đang câu cá. Thì cái nàng cô gái này đó trên dưới là gần như 50 tuổi, 40 mấy tuổi rồi mà chưa có chồng. Cái người này mới đem có vỏ qua lam cơm đó, để con nó chờ khi đó bụng mà ăn, mà gặp Ngũ Tử đã thất lạc phơi binh. Nhưng mà khi chạy đến nó rồi nó không biết làm sao, đói quá mà xin phép với nàng nếu có đem cơm theo là bởi cho tôi dùng đỡ làm bữa. Thì cái người cô gái đó thấy vậy thương tình đi, mới lấy cái sách quả cơm của mình đó đem ra dọn qua, mới mời Quân Tử ứng dụng cơm. Thấy cái bộ tướng của Ngũ Tử là người cao lớn, quả là một võ tướng, nên mời dùng cơm. Thì Ngũ Tử dùng cơm xong rồi mới đẩy cái vỏ qua lam lại với dặn cái nàng cô gái là nếu có ai tới đây đó mà hỏi đó, xin nàng nói rằng không có người nào tới đây cả, để giấu nhẹm lại cái chuyện của Ngũ Tử. Nhưng mà khi Ngũ Tử lên ngựa cởi xe cởi ngựa đi na đi chưa được đó là 20 thước thì cái nàng cô gái suy nghĩ, từ trước tới nay ta đã giữ cái lòng trong sạch, không một có tư tình lãng mạn nào với một chàng thanh niên nào hết, thế mà hôm nay giữa một khu rừng không ai làm chứng mà ta lại nói chuyện với một cái chàng trai, tự lấy lòng hổ thẹn rồi nhảy xuống dòng sông tự dẫn dắt cô bác. Người ta chưa đụng tới cái tay của mình, đụng tới cái mình đó mà người ta còn ta thủ tiếp gì. Ngũ Tử ở xa thấy mà cái nàng cô gái đâm đầu nhảy xuống sầm sông, giật mình liền hoài ngựa trở lại để cứu, thì không ngờ nàng đã trôi theo dòng nước chết rồi. Hồi xưa người ta chưa đụng cái tay mà ta còn ta sợ mất tiết, người ta nhảy xuống dòng sông đấy em. Còn bây giờ ta đụng rầm rầm mà có thấy ai chết đâu cô bác, nhờ anh cho anh đạp phá tay đi cái gì, phải không? Bây giờ cái thời nãy là cái thời kỳ tôi loạn lưng rồi. Nhân ngặt nổi gặp đời hỗn độn, cái câu quân thần phụ tử giả rồi. Như vậy là cái thời này nó loạn rồi, loạn lưng đăng kỹ không còn. Cho nên từ đó hôm nay đó họ đụng nhau rầm rầm mà có thể chết, mà hồi xưa ta không đụng mà chết. Thời tiết hồi xưa là vậy. Vậy thì giờ đây đó Đức Thầy dùng mấy cái con này để nói lên cái đấng nam nhi và cái đấng nữ nhi đó, thì chúng ta phải mà phải giũa mài, sao là giũa mài cái lòng trinh liệt, cái lòng trong sạch trong trắng của mình để nương theo của Đức Thánh Nhân, tập ở ăn theo nết thánh hiền, lòng tu tỉnh dòm Phật tiên nói chí, hay là nói chí thánh hiền tìm mỗi cũ theo gương Phật tổ thấy lòng sông. Vậy đó chúng ta noi theo cái chí của Phật hiền nhân khi xưa để mà chúng ta làm gương cho hậu thế sau này. Vậy thì giờ đây chúng ta thấy là hai cái câu đó là nói cái đoạn văn giữa nam và nữ rồi. Hãy nắng dồi mài cái câu kinh liệt, hàng phụ nữ dồi câu kinh liệt. Và đồng thời Tây Phương đua nở qua liên, chờ người hữu ước thiện duyên trường hòa. Giờ đây chúng ta thấy được hiện nay cái cảnh giới Tây Phương bên kia được sự giới thiệu của Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni và Đức Bình Vũ Trụ, để rồi chúng ta trở về cái cảnh giới bên kia đó, chúng ta thoát đi cái cảnh giới ta mà này. Muốn về cái cảnh giới Phật bên kia thì chúng ta phải làm sao nào cô bác anh chị em ai cũng đều mong ước à. Mặc dù ao sen báo Tây Phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Cái cảnh mà liên trì thất bảo nơi ao sen của thất bảo của Đức Phật A Di Đà đã nở rộ để chờ đợi chúng sanh lên cái cõi giới này. Nhưng mà muốn trở về cái cảnh giới Phật, nhớ lại không lầm trong bài Thu Đoạt Cú của Đức Thầy dạy đó, bạch trinh dự tế nghĩa nhanh, muốn về cõi Phật thì chúng ta phải lập thân cõi trần, tức là muốn về cái cảnh giới đó chúng ta phải lập ra tại đây.
Huống chi trong kinh Quán Vô Lượng Thọ của Đức Phật A Di Đà nói rằng dục sanh tịnh độ đương tu tam phước: nhất giả hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự trưởng trưởng từ tâm bất sát; nhị giả thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới bất phạm quy nghi; tam giả phát bồ đề tâm, thâm tính nhân quả và độc lực đại thừa. Nghĩa là muốn trở về Phật, Phật trước tu ba phước: một là phải hiếu kính cha mẹ. Đó, như vậy thì giờ đây chúng ta phải có bổn phận như gia đình đây đó. Chẳng những thế dân hiếu mà sức thế dân hiếu chúng ta cũng vẫn làm để cầu nguyện cho cửu vị thượng tổ và người thân các ngài chánh đẳng. Vậy thì giờ đây chúng ta thấy được muốn về cái cảnh giới Phật, chúng ta điều kiện thứ nhất là phải hiếu kính cha mẹ, nhất giả hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, để dâng lời thầy dạy. Đó. Rồi giữ lòng hiền lành, tu 10 điều thiện, tức là phải tu 10 điều lành, tức là giữ trừ được tập ác đó cô bác, trừ được tập ác chúng ta được hành được tập thiện. Thì hiện nay chúng tôi nói sơ là cô bác anh chị em biết cái sự tiến bộ của cái đà tiến bộ của khoa học nó đã cao độ rồi. Thì cái người tín đồ Phật giáo bảo hiện nay người ta không có nói qua vấn đề chai bốn bữa nữa cô bác anh chị em. Bây giờ chúng tôi cũng đi nhiều chỗ rồi, nói cái đó là cái thời gian cái lớp trước, cái thời gian trước ở buổi sơ khai đầu tiên mở đạo của Đức Bình Vũ Trụ. Còn hiện nay nói đến cái đề bốn ngày chay là cái chuyện nó tầm thường rồi. Thành ra từ đó hôm nay đó giữ 10 điều lành, tức là giữ là trừ được cái 10 điều ác, chúng ta được trở được 10 điều lành, ác trừ xong hiện ra thiện nghiệp, thì lắm mừng chân Phật tiếp dẫn cho. Rồi đồng thời là cái thứ hai, nhị giả thọ trì tâm quy, cũng chúng giới bất phạm quy nghi. Cái thứ hai là chúng ta phải quy Phật, quy pháp, quy tăng. Cái này chúng tôi khỏi nói, bà con đã có quy hàng ngày rồi, nhưng mà cái lợi ích chính đề của người quy y của tam bảo đó, nó có vượt ba đường ác đạo là địa ngục, ngày quy súc sanh, ngã thiên quy chánh giác, siêu dư ly địa ngục môn, thượng báo tức trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, nhược nhân chiến dân giả tất phát bồ đề tâm. Tức là chữ ngã là bây giờ, chữ kim là hiện nay mình quy y Phật rồi sẽ siêu ly địa ngục môn, vượt lên ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trên đáp được bốn ân dài, dưới đổ được ba đường ác. Nếu người nào nghe được kinh này tất phát tâm bồ đề vậy. Vậy thì chúng ta phải quy y nghe, nhị giả thọ trì tâm quy, phụ tốt chúng giới bất thận quy nghi. Cho nên ngày nay sống đến Phật đàn, tu cầu thương Phật cứu an linh hồn, hạ cái tội tiêm, thì sau này là phước hưởng trường tồn, không còn mắc nẻo, giải thoát luân hồi. Vậy thì giờ đây đó, chúng ta cái người mà quy y nó có lợi ích rồi đó, mà đồng thời chúng ta còn tạo được cái dòng nhân duyên trong thời kỳ sau này. Người quy y Phật thì đã có trong kinh Pháp Bảo Đàng, phải giác ngộ học theo hạnh Phật, bằng mũi mê xúc vật trần gian, được vẻ vui thiệt nẻo thiên đàng, chát phiền não là hàng địa ngục. Đó là quy y Phật. Quy y Pháp làm chân chính gọi là pháp vậy, theo bằng môn nẻo ấy là tà đạo du duy thiệt pháp cao xa, hữu di ấy sanh ra dối giả, đó là quy pháp. Quy y tăng tánh ở chân lý gọi là tăng, lòng thanh tịnh mới rằng tu niệm, còn mê muội chưa tường lý nhiệm, lắm sạch lòng thúc điểm tu hành. Đó là quy y, cái lý tánh của tam bảo là như vậy. Thì giờ đây chúng ta trở lại vừa xử lý duyên dung và chúng ta hành được rồi, cô quán A Chen không còn có gì quý cho bằng. Tôi cho rõ với quyền thâm quy đầu Phật Pháp khỏi lâm tai nạn, và đồng thời ngày nay tỉnh ngộ quy cùng Phật Pháp. Vậy thì cửa trường sinh bất diệt các trò đã tập đẹp, nương đèn trí tệ đi sức phàm trần, chán cảnh hùng qua tìm đối tịch tịnh. Cho nên cái lợi ích chính điện quy di đang bảo là như vậy. Vậy thì nhị giả khỏi trì tâm quy, cụ túc chống giới, tức là giữ tất cả giới luật, trong đó có 8 điều răn của Đức Bình Vũ Trụ luôn: nhất được nghi giới, nhất thiện nghiệp giới, nhiều ý thử tình giới, gọi là tam bụi giới, nó gồm vào ở trong 8 điều răn của Đức Bình Vũ Trụ đây. Và đồng thời nói về vấn đề sự hành đạo của mình nó cao thấp không biết, nhưng mà ai giữ được giới luật cho nó chín chắn thì cái người đó tới cái ngày thiên chúng ta không có bao giờ rớt, không mất thần của bác anh em. Người nào không giữ được giới luật tốt hơn ra khỏi đạo, khỏi thể có sự ép buộc phải ở trong đạo. Và không ai được xưng mình là người trong đạo mà lại không giữ giới luật. Kẻ nào làm trái giới luật lệ trong sự đạo đức, dầu không sinh vô đạo hay chưa bị vô tên, cũng phải bị trách nhiệm việc làm của họ sẽ bị coi như kẻ ngoại đạo. Cho nên Đức Phật khi xưa trong thời Ấn Độ đưa ra 5 phạm thinh: giới là kho diệu pháp, là cửa xuất thế; giới là tàu bè lớn chuyên chở người qua bể khổ; giới là tống dụng bệnh phá tan các ma quân; giới là hào thành ngang che được giặc biển não; giới là đất bằng để kiến tạo tàu bè đại hiện đẹp. Cho nên Đức Thầy nói đồ ta muốn lánh xuống nghe ta bố thí thì sai, nhưng mà còn phải giữ giới mà Phật đạo cao rồi tâm tánh lại giác thuyền chuyên chở rất căng qua. Vậy thì Tây Phương Lưu Nở Qua Liên chờ người hữu phước thiện duyên trù hòa,
Hiện nay cô bác anh trai chúng ta tu làm sao mà có được nhiều phước, là trong một lúc nhân tài hữu dụng kẻ tu hành đa phước thì nên làm sao chúng ta nhiều phước được, là chúng ta nên vậy thì trời người phước là trời người làm những việc phước đức. Cô bác anh em hiện nay đó, trong đó nó có hai điều hữu lậu về chú lậu. Nếu chúng ta mà phước đức vì người mà chúng ta bố thí, vì người mà mở cái tình thương, vì nhân thí đắc phước như địa cầu, vì người mà có một cái sự tình thương đó mà trang chứa nó mà chia sẻ đó, phước nó lớn như cái quả địa cầu. Còn vị kỷ thí đắc phước như giải tử, tức là vì mình mà bố thí cho người ta tăng bắt mình lên, chắc cái danh vị lên á, thì đó là phước nó nhỏ như hột cải nha. Phước như giải tử nhỏ như hột cải. Vậy nên chúng ta phải nhớ vấn đề gì, làm nào chúng ta khi dân bố thí cũng y theo lời của Đức Phật giáo dạy, giúp đời đừng đợi cả trả ơn, miễn tròn bổn phận hay hơn bạc vàng. Vậy thì nhị giả thọ trì tâm vi cũng túc túng giới, bất phạm vi nghi, không phạm một điều nào. Tam giả phát bồ đề tâm, thâm tính liên quả và độc tượng đại thừa. Tức là cái chức ma là đi sâu biết như vậy. Tôi nói cho cô bác anh em mà, cái người hành đạo không phải đi tuôn trên bước đường tráng giữa về đó mà nó thành tựu, không có đâu. Quý vị coi trong lịch sử hồi xưa tới giờ đó, Đức Thích Ca còn bị dài vừa ta sao khỏi sớm ưa chưa ghét. Nghĩa là tất cả các cái vị thành tựu từ đạo Phật, Đức Phật cho đến các vị tổ đều phải có một cái thời gian thử thách, phải không? Phải tạo đạo không ai khỏi được. Mà ở đây nói qua trên kinh Bổn Đồ Ông Ma thì nói hạ nguyên đấu thủ Phật hành, cái người lành thì hành trước, mà chẳng lành hành sao, hành còn hành mất biết đâu, thiên cơ Phật định xét sâu thì được. Thì giờ đây cái cuộc trả quả vậy đó cô bác. Nếu có người nào tu tinh tấn xin phước đồ, có chúng lớn nhiều nghe, có khả năng nhiều đồ, có tài sản nhiều đồ, thì dĩ nhiên họ phải trả những cái món nợ của họ, quả dữ trả rồi nhân thiện đấy. Thì thôi, thời gian có hạn, vậy thì rõ ràng là Tây Phương luôn nở qua liên trời ngựa phúc thiện nhân tùy hòa. Vậy thì cái trai lớn nhỏ ăn cần, chùi lao gian mặt thì gần thánh tiên. Gian mặt đó là chúng ta làm có một phận của giữa nam giới và nữ giới mà vừa được chúng trình bày đó. Rồi mới Tây Phương luôn nở qua liên trời ngựa phúc thiện nhân tùy hòa. Thì thôi, giờ bốn câu rồi, chúng tôi nãy giờ giải dường như nó cũng hơi xa đề quá ha. Và đây muốn giải rộng ra thì như vậy thôi, thời giờ có hạn là chúng tôi lấy cái phần chú giải thiếu quân bình và đến đây xin hết. Cảm ơn anh.